328. Okay. We ought to start off by talking about how the general went south in 1965, that he was ordered south, and how he can describe how he was ordered south in 1964, and when in 1965 to join Qazvin, and could he describe Qazvin, what it was like, where it was located, how they lived? Dạ, xin anh nói là việc anh vào miền Nam ở năm 65 và khi nào anh nhập được vào miền Nam và lại như thế nào, và khi anh ở trung ương cục như thế nào, anh mô tả trung ương cục là như ở đâu, trung ương cục là những gì, và trung ương cục hình dáng của trung ương cục như thế nào. Như vừa rồi tôi vừa mới kể cho các đồng cho các ông nghe đấy, là năm 1964 là lúc Mỹ đã tiến hành một cái cuộc chiến tranh đặc biệt rất là dữ dội ở miền Nam. Nhân dân ở miền Nam bị tàn sát rất là nặng nề, phải tự mình tổ chức những cái lực lượng vũ trang để mà chống lại quân xâm lược Mỹ. Đứng trước cái tình hình ấy thì trung ương của chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có sự giúp đỡ cho nhân dân miền Nam để tổ chức cuộc đấu tranh vũ trang chống lại quân Mỹ. Và trong điều kiện ấy phải có những cán bộ có kinh nghiệm tổ chức quân đội và chỉ huy chiến đấu những đơn vị lớn vào để cùng với nhân dân miền Nam tổ chức cuộc đấu tranh vũ trang của mình. Tôi đã vào miền Nam trong cái điều kiện như vậy, theo lệnh của Trung ương Đảng của chúng tôi. Ở trong miền Nam tổ chức lãnh đạo cuộc kháng chiến ở trong miền Nam có một tổ chức là Trung ương Cục, mà tất cả thế giới đều đã nghe nói cái tiếng Trung ương Cục. Trung ương Cục là một cái tổ chức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lúc ấy để điều khiển cuộc chiến đấu ở trong miền Nam. Nhưng mà đấy là một cơ quan lãnh đạo về đường lối, về chính sách, về chủ trương. Còn bên cạnh Trung ương Cục thì có tổ chức Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam. Và Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam mới là một cái cơ quan hoạt động tích cực để điều khiển cuộc chiến đấu ở trong miền Nam. Tất cả cơ quan Trung ương Cục với Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam thì đều ở trong rừng như các chiến sĩ du kích, cho nên là nó không có hình dáng gì cả. Mà chúng tôi ở trong những túp lều, trong những cái võng và điều khiển công việc ở trong rừng như vậy. Cơ quan của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Giải phóng miền Nam thì luôn luôn phải di chuyển để tránh những sự oanh tạc và hành quân càn quét của quân Mỹ. Vì vậy cho nên có thể nói cơ quan Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng ở miền Nam Việt Nam là không có hình dáng gì cả. Luôn luôn di chuyển ở trong rừng. Các ông mà tưởng tượng là có một cái cơ quan nó tương tự như Lầu Năm Góc ở bên Mỹ thì đó là hoàn toàn một cái sự so sánh không thể có được. Dạ, anh nói ạ. Tình hình Việt Nam của chúng tôi trong những cái năm đó là cả nước có hai nhiệm vụ ở hai miền khác nhau. Miền Bắc thì xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam thì đấu tranh đánh đuổi đế quốc Mỹ để giành độc lập cho cả nước. Cả hai nhiệm vụ đó đều do một cơ quan, một đảng lãnh đạo, mà cơ quan lãnh đạo của đảng ấy là Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương thì là ở Hà Nội, cho nên là lệnh chung cho những công việc tiến hành ở miền Nam là đều do Ban chấp hành Trung ương chỉ đạo. Mà Ban chấp hành Trung ương thì chủ yếu là ở Hà Nội, cho nên là người ta thường nói là Hà Nội chỉ huy. Còn Trung ương Cục ở miền Nam là một bộ phận của Ban chấp hành Trung ương của Đảng để thực hiện cái nhiệm vụ ở miền Nam. Quân đội nhân dân miền Bắc tham gia và chiến đấu ở miền Nam bắt đầu từ năm 1965. Có những đơn vị lớn bắt đầu vào là từ năm 1965. Đứng trước tình hình
là Mỹ đã ném bom ở miền Bắc và đã có một cái lực lượng quân sự lớn ở miền Nam. Cho nên rằng nhiệm vụ của quân đội nhân dân miền Nam là phải, Việt Nam là phải đấu tranh trên cả hai miền ở đất nước của mình. Vì vậy có những đơn vị lớn đã vào miền Nam là từ năm 1965. Và những cái đơn vị đó chiến đấu ở trên cái quê hương của mình. Lúc đầu các cán bộ và chiến sĩ ở miền Bắc vào chỉ là để giúp cho những cái đơn vị này được tổ chức thành những đơn vị lớn hơn và có những nhân viên kỹ thuật đã được huấn luyện ở miền Bắc tham gia. Thế vì vậy cho nên hình thành những đơn vị lớn hoàn chỉnh mà từ miền Bắc và tiến vào miền Nam bắt đầu từ lúc nào cũng không thể nói được. 330 on the end. Miền Bắc luôn. Right. 331. Xin anh kể lại hai cái lần thương cực biết nữa mình bắt một lần là năm 65 và một lần trận Jackson City. Quân đội Mỹ và quân đội Ngụy thì tìm mọi cách để mà tiêu diệt cái cơ quan chỉ huy ở trong miền Nam là Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền. Cho nên rằng họ tìm mọi cách để tìm ra địa điểm của Trung ương Cục để tập trung máy bay oanh tạc hoặc là tổ chức vây quét để mà bắt. Năm 1965 là một lần họ tập trung trong một ngày hơn 400 lần chiếc máy bay ném bom vào trụ sở Trung ương Cục. Nhưng mà kết quả là con số 0 bởi vì Trung ương Cục đã không còn ở đấy nữa. Năm 1967 họ tổ chức một cuộc càn quét rất là lớn, cuộc hành quân lớn của Mỹ là cuộc hành quân Johnson City. Họ vây những cái khu vực mà họ nghi là cơ quan Trung ương Cục ở trong. Thế nhưng mà họ cũng không tìm thấy Trung ương Cục, mà ngược lại họ bị đánh rất đau, bị tiêu diệt hàng nghìn xe tăng. Và rồi cuối cùng họ phải rút về, không thu được kết quả gì cả. Là xin anh nói là tại sao mà các anh có thể tránh được những cái lần như thế, bởi vì là anh lúc nãy anh có nói là di chuyển nhanh chóng. Và anh nói luôn tức là cái cách đánh của quân Mỹ là như thế nào. Sở dĩ Mỹ dùng rất nhiều lực lượng và rất nhiều phương tiện để mà tìm cách tiêu diệt quân giải phóng miền Nam và các cơ quan chỉ huy của nó nhưng mà không thể thực hiện được là bởi vì Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam đã nhanh chóng nắm được quy luật và cách đánh của Mỹ và có một cái chủ trương là bắt quân Mỹ phải đánh theo kiểu đánh của quân giải phóng miền Nam, chứ quân giải phóng không chịu đánh theo cách đánh của Mỹ. Bởi vì Mỹ đánh chủ yếu là dựa vào máy bay, xe tăng và đại bác, còn quân giải phóng miền Nam chủ yếu dựa vào tinh thần chiến đấu, lòng dũng cảm và nhanh nhẹn của mình, dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân. Để thực hiện cái điều đó thì quân giải phóng có một cái khẩu hiệu là nắm lấy thắt lưng Mỹ mà đánh. Điều đó có ý nghĩa là quân giải phóng miền Nam bao giờ cũng bám sát vào quân Mỹ, thực hiện cách đánh rất gần, nghĩa là sát lưng Mỹ mà đánh, làm cho Mỹ không thể sử dụng hết được tính năng của máy bay, đại bác và xe tăng. Và cũng chính sát lại gần như vậy cho nên quân giải phóng có thể tiêu diệt được nhiều xe tăng của Mỹ, mà Mỹ thì không sử dụng được sức mạnh của mình. Thực hiện cách đánh như vậy thì nhân dân cũng đánh được và quân du kích địa phương cũng tham gia đánh được, làm cho những người chiến đấu chống quân Mỹ ở miền Nam không phải chỉ có quân giải phóng mà còn là tất cả nhân dân, kể cả các cụ già và em bé. Vì thế cho nên Mỹ không thể thắng được ở miền Nam và phải chịu thua. Khi mà quân Mỹ trực tiếp đánh ở Việt Nam ấy, thì là quân Mỹ mang rất nhiều súng đạn và vũ khí. Thế thì lúc đó trong những năm 65, 66, 67 thì các anh có ngạc nhiên là cái số, ngạc nhiên trước cái số mà
xe tăng, trước cái số máy bay lên thẳng, trước cái số pháo một con Mỹ mang vào Việt Nam hay không, và các anh có đánh giá như thế nào? Lúc quân Mỹ ồ ạt mang quân tới thì quả là họ mang đến nhiều xe tăng, nhiều đại bác, nhiều máy bay thật. Điều đó cũng làm cho có người ở trong quân giải phóng cảm thấy rằng thì là khó đánh lại với quân Mỹ. Thế nhưng mà Bộ Chỉ huy miền và Trung ương Cục có nói với các cán bộ chỉ huy quân giải phóng rằng hãy tìm cách đánh Mỹ ngay ở trận đánh. Thế vì vậy cho nên rằng tất cả các đơn vị đều nô nức tìm Mỹ mà đánh, để tìm ra cách đánh. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì các chiến sĩ và các sĩ quan quân giải phóng đã tìm ra được cách đánh thích hợp của mình để đánh lại quân Mỹ. Các ông chắc còn nhớ những trận nổi tiếng như là trận Vạn Tường, trận Bầu Bàng, là những trận đầu tiên mà quân giải phóng với trang bị ít ỏi của mình có thể tiêu diệt hàng tiểu đoàn, hàng đại đội quân của Mỹ. Thế và nhiều trận đánh khác nữa tiêu diệt hàng nhiều chục, hàng trăm, thậm chí có lúc đến hàng nghìn xe tăng của địch, của Mỹ, là đều dùng cái cách đánh là bám lấy thắt lưng Mỹ mà đánh. Ngoài ra thì nhân dân du kích cũng tìm cách đánh Mỹ. Và lúc ấy có nhiều căn cứ đóng quân của Mỹ, là chúng tôi có những cái tổ chức gọi là vành đai diệt Mỹ. Nhân dân và du kích bố trí ở chung quanh, cứ gặp Mỹ đâu là đánh đấy. Và đã có những cái kinh nghiệm tổng kết lại là lúc nào cũng đánh được Mỹ, chỗ nào cũng đánh được Mỹ, ai cũng đánh được Mỹ và cái gì cũng đánh được Mỹ. Có một phong trào thi đua rất là sôi nổi để đạt được cái danh hiệu gọi là danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Ví dụ người tiêu diệt được 5 Mỹ thì là đạt được danh hiệu dũng sĩ ưu tú, rồi dũng sĩ cấp 1 là diệt được 3 Mỹ, vân vân. Cho nên là cả ông già cả trẻ con cũng nô nức thi đua nhau diệt Mỹ. Vì vậy cho nên quân Mỹ đi đâu cũng gặp người chống lại mình. Có ghi kịp không? Okay. 334. Bây giờ chúng tôi đến Tết Mậu Thân. Thế thì cái quyết định để mở chiến dịch Tết Mậu Thân là bắt đầu khi nào? Và đã có cái quyết định như thế nào? Và quyết định này với cái tình hình ở Việt Nam lúc đó thì như thế nào? Như tôi đã nói chuyện với các ông, tình hình năm 1965 đến năm 1967, sau khi mà Mỹ mang mấy chục vạn quân vào, tổ chức nhiều cuộc hành quân để mà hòng đánh bại và tiêu diệt quân giải phóng, không thực hiện được. Không những thế, quân giải phóng lại cứ được tổ chức lớn mạnh hơn và có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn. Thì đứng trước một cái tình hình như vậy thì Trung ương chúng tôi chủ trương rằng cần phải tiến hành một cuộc tấn công đánh vào ý chí xâm lược của quân Mỹ. Cái quyết định đó hình thành trong năm 1967, sau khi mà Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc hành quân thất bại và quân giải phóng đã lớn mạnh. Còn ngày nào giờ nào ra quyết định đó thì tôi không nhớ, nhưng mà quyết định đó được thực hành, được hình thành trong cái hoàn cảnh của năm 1967, tức là sau 2 năm mà quân Mỹ đã liên tiếp bị thất bại trong các cuộc hành quân của mình, không tiêu diệt được, không làm suy yếu được quân giải phóng, mà ngược lại quân giải phóng lại mạnh lên và nhân dân lại đấu tranh mạnh lên ở trong các đô thị. Đó là What was the objective of the Tet Offensive? Was it for a general uprising? Was it going to be the final liberation of the South? What were its aims? Dạ, thì cái mục tiêu của chiến dịch Tết Mậu Thân là gì?
có phải là để nổi tổng tấn công nổi dậy hay không, hay là để giải phóng Việt Nam? Cái cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân ấy, đúng là một cuộc tổng tấn công và nổi dậy. Lúc ấy thì dự kiến là đạt được mấy mục đích như thế này. Thứ nhất là nếu chiếm được những cơ quan trọng yếu của chính quyền Mỹ Ngụy, và do đó mà quân đội Mỹ Ngụy bị tan rã, nhân dân nổi dậy được đầy đủ, thì sẽ giải phóng miền Nam ngay trong cái Tết năm 1968. Thế nhưng mà nếu không thực hiện được như vậy thì cũng làm cho suy yếu và tan rã những cơ quan chỉ huy của Mỹ Ngụy, và làm cho quân đội Mỹ Ngụy bị một cái thiệt hại nặng nề. Thế để sau đó thì tiếp tục cuộc đấu tranh một cách thuận lợi hơn. Well, in terms of the first objective, which was, as I understand it, to stage a general uprising and liberate the South, does he consider that the Tet Offensive was not as successful as they had hoped it would be? Nếu mà nói về cái mục tiêu thứ nhất, tức là một cái tổng tấn công và sau đó để có thể giải phóng được miền Nam, thế thì Tết Mậu Thân thì các anh hy vọng như thế nào, và sau đó thì các anh nghĩ như thế nào? Cho đến bây giờ mà nhìn lại thì rõ ràng là đã không thực hiện được cái mục đích thứ nhất. Nhưng mà lúc ấy tất cả các cuộc tiến công nổ ra đều nhằm vào các cơ quan đầu não của chính quyền Mỹ Ngụy ở Trung ương cũng như là tất cả các tỉnh, đều đánh vào các dinh tỉnh trưởng, phủ tổng thống, rồi sở mật thám, đài phát thanh, và ở thành phố Sài Gòn ấy thì đánh vào đại sứ, tòa đại sứ Mỹ là cơ quan chỉ huy quan trọng nhất của Mỹ ở miền Nam. Tất cả những cái mục tiêu ấy đều thực hiện được, đều đánh được vào cả. Nhưng mà sau đó thì không giữ được. Vì vậy cho nên là nhân dân không thể nổi dậy kịp. Vì vậy cho nên chỉ đạt được cái mục tiêu là làm thiệt hại nặng tới các cơ quan chỉ huy của Mỹ Ngụy, và làm cho quân đội Mỹ Ngụy bị một phen choáng váng và bị một cái thiệt hại nặng nề. Go ahead, yeah. 337, second Clapham. Vâng, xin anh trả lời ngắn gọn thôi. Tức là đánh vào những cơ quan đầu não quan trọng này thì có phải là để mà đánh một cái đòn tâm lý hay không? Bởi vì có thể là không giữ được lâu, mà đánh vào được cái không giữ được lâu. Không phải là chỉ nhằm đánh đòn tâm lý, mà mục đích là muốn tiêu diệt những cơ quan đầu não và làm tan rã bộ máy chỉ huy và bộ máy chính quyền của Mỹ và Ngụy. The purpose is not dealing with psychological population. Okay, let's go for another one if you want to. 338. Yeah, anh nói lại cái câu đấy. Tức là không phải chỉ nhằm đánh đòn tâm lý, mà thực sự là muốn tiêu diệt toàn bộ cái bộ máy chỉ huy và hành chính của Ngụy quyền và của Mỹ. Bởi vì nếu thực hiện được tiêu diệt tất cả các cơ quan đầu não này mà làm cho nó tê liệt không hoạt động được từ 3 ngày cho đến 1 tuần lễ thì toàn bộ đất nước là rối loạn. Trong khi ấy thì bên cách mạng lại có chính phủ cách mạng lâm thời và có quân giải phóng, thì có thể thực hiện được cái việc giải phóng miền Nam trong một cái thời gian rất ngắn. Was it the intention of the Tet Offensive also to occupy cities like Saigon and Hue? And why did they fight for Hue for so long? Thế thì cái dự định của các anh là có phải là để chiếm đóng các thành phố như Sài Gòn và Huế hay không? Và tại sao các anh lại giữ Huế lâu thế?
mục đích là có định chiếm đóng tất cả các thành phố đó. Thế nhưng mà khi tất cả các thành phố khác đều không giữ được, thì còn thành phố Huế cũng là một cái nơi cần phải giữ để tiếp tục cái tiêu diệt quân Mỹ Ngụy ở đấy và làm một cái chỗ dựa để cho nhân dân ở Huế nổi dậy. As he looks back on the battle of Huế, how does he assess it? Does he consider it a success or a failure or halfway or what? Bây giờ thì anh nhìn lại cái trận đánh ở Huế thì anh đánh giá như thế nào? Đấy là thắng lợi hay là thế nào? Bây giờ muốn đánh giá cái trận đánh ở Huế phải đặt vào trong toàn cảnh cái cuộc tiến công lúc ấy mới được. Lúc ấy là tiến công trên mấy chục thành phố. Trong mấy chục thành phố đó mà giữ được một thành phố trong một thời gian gần một tháng thì nó cũng là một phần thắng lợi của toàn bộ cái thắng lợi của cái cuộc tấn công đó. Cố nhiên là sau đó thì không giữ được hẳn và quân giải phóng phải rút ra. Nhưng mà nhìn chung toàn bộ cuộc tấn công đánh vào hơn 30 thành phố, giữ được một thành phố trong một thời gian thì cái việc giữ một thành phố trong một thời gian nó cũng là một phần của cái thắng lợi chung của toàn bộ cuộc tấn công. There is film and other evidence that numbers of civilians were killed in Hue during the period when the NLF was holding Hue, allegedly by the NLF. Would he care to comment on this? Là ở bên Mỹ thì có những cái phim ảnh và những cái bằng chứng tỏ rằng là khi mà quân chống giải phóng chiến đấu Huế, quân giải phóng đã có giết một số người. Thế ông có cái lời bình nào về việc này không? Tất cả cái chuyện mà Mỹ và chính quyền Ngụy Sài Gòn lúc ấy nói rằng quân giải phóng tàn sát nhân dân Huế thì đều là một sự vu cáo. Tất cả những cái hình ảnh như họ đều có thể làm giả được cả. Could you give us some idea of how heavy the losses were among the NLF forces? And how did they affect afterwards the NLF political and military structure in the South? Anh có thể mô tả được cái sự thiệt hại của quân giải phóng trong năm 1968 hay không? Và sự thiệt hại như thế có ảnh hưởng gì đến the losses that took place during the Tet Offensive and what they did to the structure? Và cái sự thiệt hại đấy có ảnh hưởng gì đến cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam? Tôi bây giờ không thể nhớ được hết tất cả các cái số liệu về sự thiệt hại của quân giải phóng cũng như là sự thiệt hại của quân Mỹ hay quân Ngụy. Nhưng mà có một điều là sau năm 1968, tức là những năm 1969, 70, 71 thì quân Mỹ và quân Ngụy tiến hành những cái cuộc phản kích rất là điên cuồng vào trong nhân dân ở miền Nam, tạo lên nhiều những cái sự tàn sát rất là khủng khiếp, có gây nên một cái số khó khăn hoạt động cho quân giải phóng. Nhưng mà những đơn vị lớn của quân giải phóng thì vẫn tồn tại, vẫn củng cố. Chính vì vậy cho nên năm 1972 mới có một cái cuộc tấn công lớn từ ở Quảng Trị vào cho đến miền Bắc Sài Gòn và buộc Mỹ ở bàn hội nghị ở Paris phải chấp nhận một cái sự kết thúc chiến tranh. Yeah,
Và xin anh nói về cái ảnh hưởng của chương trình Phượng Hoàng đối với người cán bộ ở miền Nam và có tác hại gì đối với cán bộ miền Nam hay không? Chương trình Phượng Hoàng của Mỹ rất là tai hại. Nó làm cho rất nhiều cán bộ ở các cơ sở, tức là các làng xã, bị bắt và bị giết. Rất nhiều du kích ở miền Nam bị bắt, bị giết trong cái chương trình này. Nhưng mà trong lịch sử nó có, các ông đã biết, mỗi khi mà Mỹ tiến hành một cái hành động định làm cho quân giải phóng gặp khó khăn, thì quân giải phóng lại gặp những cái điều kiện mới để mà phát triển mình. Ví dụ, năm 1970, Mỹ đem quân thực hiện cái đảo chính ở Campuchia, rồi mang quân lên đánh vào đất Campuchia. Thì chính việc ấy của Mỹ lại tạo điều kiện cho quân giải phóng miền Nam đoàn kết được với nhân dân Campuchia, mà tiến hành cuộc chiến tranh cả ở trên đất Campuchia và ở miền Nam. Và tạo điều kiện cho các cái binh đoàn lớn của quân giải phóng miền Nam có điều kiện huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc tấn công năm 1972. Okay. 343. Was that in fact one of their purposes? Một trong những cái mục tiêu của tấn công Tết Mậu Thân mà người ta thường nói, tức là để tạo ra một cái ảnh hưởng về tâm lý ở Mỹ. Như vậy, mục tiêu đấy các ông có tính đến hay không? Pose the question in his answer. Đúng thế. Cái mục tiêu ấy đã đạt được, bởi vì sau Tết Mậu Thân thì giới cầm quyền Mỹ và quân đội Mỹ đã nhận rõ rằng không thể nào thắng được ở Việt Nam. Mà ngược lại, nhân dân Việt Nam và quân đội giải phóng ở Việt Nam, miền Nam càng tin tưởng hơn vào thắng lợi của mình. Cut it. We'll go again. 344. Cái thắng lợi của Tết Mậu Thân ấy đã đạt được một cái kết quả lớn, là làm cho giới cầm quyền và các cơ quan chỉ huy quân sự của Mỹ thấy rõ rằng không thể nào thắng được ở Việt Nam. Ngược lại, làm cho nhân dân và quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam ấy càng ngày càng tin tưởng vào thắng lợi của mình. Không, mục tiêu là như tôi nói lúc đầu, là nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của Mỹ ngụy để tạo điều kiện giành cái thắng lợi ngay lúc bây giờ. Còn cái làm cho tâm lý của Mỹ ngụy rơi vào một cái tâm lý là không thắng được nữa, thì cái đó là kết quả tất yếu của cái thắng lợi của Tết Mậu Thân. Okay.